Đấy. Anh Phúc cũng như là Minh Nhật xin gửi lời chào đến tất cả quý thầy cô cũng như là toàn thể các bạn học sinh. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Mọi người đã follow anh Phúc chưa ạ? Anh bị bất ngờ vừa xong là lúc mà đi từ ngoài đường vô thì chỉ nghĩ là sẽ ra một cái sân bóng thôi. Thế xong mọi người bảo dễ vào trường đi. Anh cả Minh Nhật bảo trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhưng mà khi vào đây gặp mọi người thật sự là các bạn rất là cuồng nhiệt, các bạn quá tuyệt vời ấy. Nên là cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Vậy là sẽ có khoảng bao nhiêu lớp? Có bao nhiêu lớp em nhỉ? Có tất cả là 17 lớp đúng không ạ? 17 lớp. Thế thì bây giờ chắc là bây giờ để có một cuộc nhường cho các bạn nhỏ đi ạ? em lớp mấy rồi? Em lớp 7 đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ hay là mình gọi các bạn lên chơi giao lưu nhỉ? Minh Nhật. Bây giờ gọi ba bạn lên trước. Ôi, trông support lắm, trông support lắm luôn đi. Rồi, ok ông này, trông có vẻ uy tín. Trông uy tín đấy, được đấy. Trông uy tín, rất uy tín, rồi. Xong. Ok bạn nữ này, rồi em. Rất cuồng nhiệt rồi, mời em lên. Ok, rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 2, 3, nhanh, cố lên, đúng rồi, trời ơi, cố lên, tiếp tục đi em, đúng rồi, 4, 5, đúng rồi, 6, nhanh lên, vẫn còn, đúng rồi, 7, 8, 9, 1, 8 mọi người, hết giờ, 9 gái, 1, 2, 3, 4, em, 5, 6, ôi anh rồi, đây, tiếp tục em, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 14, 15, 16, 17, em ơi, 18, 19, 20, trời ơi, trời ơi. Rồi bây giờ phần thi này ai chiến thắng sẽ nhận ngay một quả bóng. Thì nhiệm vụ của hai em sẽ là chống đẩy đi, đứng xuống, chống đẩy xuống đi đã, rồi anh bảo tiếp. Rồi bắt đầu, chống xuống này, anh Nhật phụ trách bên kia nhá. Rồi bây giờ này, từ đừng hít vội. Mặt nhìn thẳng phía trước. Cái bụng em cao lên. Đúng rồi. Mặt nhìn thẳng. Không uốn éo như hôm nay nhá. Giữ nguyên form nhá. Rồi. Nhiệm vụ là bây giờ hai bạn sẽ hít đất thi với nhau. Ai hít được nhiều hơn sẽ là người chiến thắng và bóng không được rơi. Ok không? Mặt nhìn thẳng lên phía trước này. Vỗ tay mọi người. 3 2 1 bắt đầu. 1 em đứng kia. 2 ơi 3 4 5 6 7 8 9 10 quá khỏe, 11 12 13 14 15 siêu cái nào, siêu áo bát xa tuy đẹp nhưng em vẫn fan xe lười. Hai. Này anh kia em. Ok, tuyệt vời em ạ. Anh sẽ tặng em ngay một chai bóng. Bởi vì cái phát biểu vừa rồi của em nó quá hay. Vỗ tay mọi người ơi. Anh run hay em run đấy. Anh run à? À không, anh không run đâu. Rồi, bây giờ sẽ là một thử thách cho em cũng dễ thôi. Hai em sao lại có phải anh vừa tạo ra một chương trình mới không?
Có phải anh mời tao một chương trình mới không? Là không. Bạn ấy tên là gì? Y Quyên. Y Quyên à? Bạn nam tên là gì? Dạ, à, Tuấn Nga. Ui, sao hai em mới tên nhau? Bạn cùng lớp, cùng học lớp. Cùng lớp. Học cùng lớp lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Hai năm. Một năm, một sao năm. Sao một người, một năm, người hai năm vậy? Em, em có bằng lòng là nhận quả bóng từ bạn này không? Nếu cho thì lấy. Nếu cho thì lấy kìa. Dạ không. Em muốn lấy bạn ấy đúng không? Dạ không. Ờ. Lấy bạn ấy luôn. Dạ em không. Mới bảo muốn lấy mà. Dạ không. Thế bây giờ nếu mà anh cho em một quả bóng nữa, em có cho bạn ấy không? Nếu bây giờ anh cho em một quả bóng nữa, em có cho bạn ấy không? Dạ có. Dạ có đúng không? Thế thì anh sẽ xin một quả bóng nữa để bạn nữ tặng cho bạn nam nhá. Vỗ tay mọi người. Vâng ạ. Sẽ là một món quà từ một cô gái đã quen bạn nam 2 năm tặng cho bạn ấy. Rồi, em tặng đi. Ơ kìa. Rồi, hai bạn nào có hiệu cần, hiệu kiếc hay là có cái gì cô bà thì đi mới mời anh đến nhá. A few minutes later. Và như vậy là chúng ta đã đến điểm tiếp theo. Ok, bây giờ thì sẽ ra chơi các bạn nhá. Đây là một sân bóng ở trên bản mọi người ạ. Rất đẹp luôn. Hello các em. Hello. Ồ. Oh. Đang ở trên mà. High five. Yeah. High five. Thế trường nhé, áo Việt Nam đẹp chứ? Áo Việt Nam đẹp chứ? Áo Việt Nam đẹp chứ? Cho em miếng sườn to nhé. Bát to này cho miếng sườn to. Ok không? Ok nhá, ok em. Ông ạ. Hôm nay cửa hàng bún Đông Hà đắt hàng đây, đắt hàng. Tôi được lấy bún á, lấy bún á. Rất là vui khi mà chị đã cho bọn em có một cái dịp mà được giúp đỡ mọi người như thế này, rất là hạnh phúc ạ. Dạ, nó đã gửi bà. Dạ. Giờ là nghiêng nồi rồi. Nghiêng nồi rồi đấy. Năm cái nồi về hết rồi đó. Hai mấy nồi ở gì? Năm nồi. Đây là mà, mọi người ạ, đây là một... Năm nồi, đây là nhỏ nhất á. Đây là một cái người gọi là sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng nồi. Đấy. Đẹp quá nên là phải nghiêng ở nồi luôn. Ôi, mưa to luôn. Một cơn mưa bất chợt mọi người ạ. Nhưng mà rất là may là vừa xong ra đầu ăn cho một người xong. Và bây giờ thì vào đây lắp những phát quà cho nhà mọi người nhá. Đang bơm bóng, vừa bay flycam xong rồi quay xong shot flycam ra bơm bóng thì mưa to. Hai chú cháu chạy không ướt hết. Thì nữa, ngất mưa ra bơm tiếp mọi người nhá. Rất còn rất nhiều bóng của Văn Hậu này, Văn Lâm này nhá mọi người nhá. Hôm nay thì Phúc sẽ đi tặng bóng ở một huyện rất là sâu và xa của Đắk Nông. Một nơi mà các em nhỏ không biết mình là ai luôn. Anh là ai biết không? Em biết tên anh không? Đấy, không ai biết mình là ai luôn nha mọi người nha, rất dễ thương luôn. Em cầm sữa cho các bạn nè. Cầm sữa cho các em nhá. Ok. Cô bé Arsenal. Dạ yeah. Đó, rất là dễ thương luôn. Mà chúng ta sẽ cùng xem là hành trình ngày hôm nay chúng mình sẽ tặng những gì nha. Cầu thủ Messi. Em tên là Dương. Thế anh ở áo tên là gì? Ronaldo. Ronaldo à? Thế em biết anh là ai không? Không biết đúng không? Anh gặp Ronaldo rồi đấy, tin không? Không tin. Không tin á? Thế bây giờ nhá. Nếu mà anh gặp Ronaldo rồi anh sẽ cho em hai hộp sữa em. Còn nếu mà không gặp rồi, nếu mà anh chưa gặp hai Ronaldo thì em cho anh hai hộp sữa nhá. Ok không? Không ok à? Thế bây giờ đây cho em xem nhá. Cho xem. Vẫn không tin. Không tin luôn. Đây, cho em xem. Lại bảo không tin. Đây. Sao mình không lót ảnh? Không biết, nhưng mà có phải anh không? Được, ông này có phải anh không?
Ông có phải anh không? Không phải anh. Không biết. Thế bây giờ nếu thế bây giờ có lấy sữa không? Có lấy sữa không? Thế đây có phải anh không? Ừ. Có phải anh không? Phải. Phải đúng rồi đấy. Trời ơi. Nhưng mà vẫn không tin đâu mọi người ạ, vẫn không tin. Chẳng qua là vì hai hộp sữa thôi chứ không tin. Không tin luôn phải đi luôn trời. Không tin mình luôn. Nè. Trời ơi. Đổi không? Đổi khẩu súng lấy hai lấy sữa không? Không lỗi, không lấy. Bốn hộp. 8 hộp. 8 hộp, ok không? Đổi không? Đổi được khẩu súng không? Không đổi. Căng nhỉ, thật sự bóng. Trời ơi. Thế bây giờ, em. Bây giờ 8 hộp sữa một quả bóng đổi không? Đổi không? À, bạn ấy không hiểu mình nói gì. Đổi không? Có. Ôi dồi, đổi thật à? Đây. Ok chưa? Ôi dồi. Như vậy là tôi đã mua khẩu súng cao su này với giá là 8 hộp sữa và một quả bóng mọi người ạ. Sữa ai bị già bạn này uống hết rồi. Đây đá với anh em. Nào đá cho anh với. Chuyền cho anh. Ô, này đá hay phết nhỉ. Ôi. Nào, đá lại xem nào. Ô, xịn nhỉ. Em này xem nào. Ơ mà này đá mạnh phết đấy chứ. Ô, đá mạnh phết. Anh nhảy ra xuống bắt gôn với các em này. Trời ơi. Em mình đá hay lắm này. Ừ. Đâu rồi. Em bé vừa xong đâu rồi. Tăng được nhanh không? Có biết tăng không? Ra đây là bóng. Cậu bé. Chuyển cho nhau. Chuyển cho anh. Hay quá. Ui, đá mạnh chứ. Minh nhiệt chưa? Ra bắt gôn này. Em này đá hay thật, em này đá mạnh được kìa luôn ấy. Này em bé này đá mạnh lắm ấy. Nhà em ở bên sườn núi này. Ui. Đá mạnh chứ. Em mấy tuổi rồi? Thế nhà trong kia, nhà sâu trong kia. Hả? Căng vậy. Căng vậy. Sắp mưa rồi. Đi. Đi đây. Quê quá. Lên đây không tên được bóng luôn này. Lên đây không tên được bóng luôn. Đi thôi. Đi nha. Đi. Đây. Em nhá. Rồi. Ronaldo này là kiểu nửa Messi nửa Ronaldo này. Áo này là mẹ mua à? Áo mẹ mua à? Anh này anh nào? Anh Ronaldo. Thế biết Ronaldo ăn mừng như nào không? Siêu biết siêu không? Em biết siêu không? Biết không? Siêu là như thế này. Siêu. Đi mọi người ơi. Cầm nhá. Có chữ ký của anh cầu thủ Văn Hậu nha. Tặng em nha. Đấy. Cười tươi cái nào. Cầm cười tươi cái anh xem nào. Xoay chữ ký cho mọi người nhìn thấy nhá. Đây. Ok. Rồi. Cười tạ em chào anh. Đây cho em một quả này. Chàng trai MU.
Đây. Còn nó. Cho nó cũng nhóc. Ai đá bóng? Đây Phan MU đây. Đây, Phan MU nhé. Có biết anh tên là gì không? Biết anh không? Ừ, tốt. Biết anh không? Em biết anh nhá. Coi có coi à. Cảm ơn em. Thôi mình đến nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video này và nếu thấy hay đừng quên dành một nút like cho chúng mình nhé.